Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, phòng con có rất nhiều kiến. Con thường hay quét và rác bột để đuổi kiến. Con chỉ tác ý là đuổi chúng đi, nhưng trong khi làm sẽ không tránh khỏi một số con kiến bị chết. Vậy con có mắc vào tội sát sinh không ạ? Nếu như trong cái lúc mình quét những cái con đấy đi thì mình chỉ có tác ý là mình quét nó đi thì mình không mắc tội sát sinh. Đôi khi nếu như mình không quét nó đi, mình cứ để đấy, mình sẽ dẫm đạp lên nó sinh sôi này nữa ở đấy ra rất là nhiều. Nếu như thì mình sẽ cái việc mình sẽ sát sinh nó còn nhiều hơn, là mình sẽ dẫm đạp lên nó dễ dàng hơn. Vậy cho nên là mình phải quét nó đi. Rồi trong cái lúc quét nó đi thì nó không thể tránh khỏi, đôi khi sẽ có những con nó chết thì mình không cố tình, không cố ý, cho nên là mình cũng không phạm vào giới sát sinh. Còn nếu như mà mình có cái nghiệp nó có tạo ra một chút nghiệp thì cái nghiệp đấy nó cũng nhẹ, nó không đến nỗi quá nặng. Cái tâm của mình có ác ý, ta sẽ giết con này thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp nặng. Còn nếu như mình chỉ có cái tác ý là mình quét nó đi, mình không muốn giết nó thì nó sẽ không phạm giới sát sinh. Mà nếu như có cái nghiệp, nếu như nó chết do cái hành động của mình thì cái nghiệp bất thiện đấy nó cũng rất nhẹ, không đáng kể gì. Chứ cũng không thể nói là không có tí nghiệp gì cả, nó vẫn có một chút xíu nghiệp.